Hello, xin chào tất cả những anh em đam mê dòng xe Sibo 2 thì nha. Này mình hên có ông anh ghé qua nhà chơi, được có chiếc xe đẹp quá nên mình quay mình cho anh em xem. Với lại một cái hay của thằng Sibo là mà mình hay nói là cái vụ mà vuốt số nha mọi người. Chắc mọi người chưa nghe cái vụ vuốt số ha. Cái này là chỉ có một con xe zin, cần số zin, nồi zin, chuẩn zin thì nó sẽ làm được cái vụ này ha. Một con Sibo bây giờ nếu mà đẹp á, nói về tốc độ thì bây giờ mình không có bạn tới nên bây giờ chạy một con Sibo là phải đẹp, biết chạy là cái điều đương nhiên ra, còn phải biết kéo, biết này nọ, rồi biết vô số cho nó mượn nữa ha. Mà khi một con Sibo mà chạy mà chuẩn mà đỉnh á, là khi dừng xe xuống cái là về mo liền ha. Rồi mình quay sơ sơ cái con xe này cái cho mọi người, đẹp lắm, sườn lốc zin hết luôn nè. Mình không quay biến số ha, mình né né cái biển số ra nha. Bô 2000 gam bóng nè. Còn cái gấp nè mọi người. Xe này là cô ảnh đi nha. Không buôn bán gì hết nha mọi người. Mình xin quay ké thôi, mình quay clip làm tư liệu thôi. Rồi. Còn cái lốc nè. Nồi chưa rớt nè mọi người. Đồ zin hết luôn ha. Heo dầu zin hết luôn. Đầu nồi chưa rớt luôn đó nha mọi người. Zin này quá đẹp luôn. Đúng 2000 luôn nha mọi người, 2040 đầu là bô găm bóng nha mọi người. Đời 2000 bô găm bóng là cái bô này năm dấu chấm như hàng 2000 ra mà sơn nha, nhưng mà nó là nước gam nha. Yên zin đầu ép luôn nha mọi người. Yên này là giờ là biết bao nhiêu tiền ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới cái vụ mà vuốt số xe Sibo nha mọi người. Chạy xe Sibo bây giờ vô mọi người thường vô số không cần nổ máy, vô số 1 đúng không? Rồi khi mà mọi khi nè đó, khi mọi người vô số 1, khi mọi người mà muốn mà về cái mo mọi người móc phần nửa vậy đúng không, hoặc là giờ vô số 1 nè, mọi người muốn vô trả lại xong mọi người đạp phân nửa vậy ha. Còn này là cái này là kinh nghiệm mình chơi mình biết nha, mà phải xe chuẩn gì mới được ha. Mình chỉ mọi người thao tác là vuốt số nha. Ví dụ như mình đang chạy xe đang số 1 không, rồi mình vô số 2 trả về số 2 hay là số 3 đây đúng không, vuốt số như nào mọi người dễ lắm, đơn giản nha. Đạp tới nhẹ hoài không nè mọi người, coi này nha, mình vuốt cái chân cái là mình không cần móc nha, vuốt chân ngược cái là về mo nha, bóp bây giờ vuốt ngang cái là về mo ha mọi người. Đạp tới nè, nè vuốt ngang nè, đó là xe mình vừa dừng đèn đỏ là về mo liền. Cái thao tác rất là lẹ nha mà mọi người, nhưng mà chạy rất là đẹp ha. Nè vuốt đạp không hay gì, mình móc ngược lại về là cho nó về mo ha, còn mình đạp tới vuốt ngang là về mo nha mọi người. Chỉ có một chiếc xe zin, nồi zin, cần số zin nha, cần số lô, cái độ nặng độ nhẹ nó không có độ bung gì, vuốt đạp tới cúng ngang là nó sẽ về mo nha, chứ không cần thọt cái chân dùng móc ngược lại là nó rất là lâu ha. Bữa giờ mình tính quay cái vụ mà vuốt số này rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay hên có cái ông anh ông qua nhà chơi đó, rồi mới có một con xe zin từ đầu đến đích hết nó mới làm được nha mọi người. Hay cái cần số lô là không bao giờ vuốt số được nha mọi người. Rồi mình làm lại lần nữa nha. Ví dụ mình đang chạy đi, số 1 nè, số 2, số 3 đi, cứ đang chạy bóp ra lại đập tới vuốt ngang cái là về mo nhanh không mọi người, không có cần thọt cái chân móc phần nửa nữa rồi đạp lùi rất là lâu nha. Nè đạp tới số 1 nè, không mình búng ngang cái là về mo liền nè nha. Mình làm thử lần nữa nha, nhìn này nha mọi người thấy không đó. Cái chiêu vuốt số này thật sự ít người biết lắm nha mọi người, nhưng mà chạy chiếc xe Sibo mà
biết cách cách vuốt số á, khi mà dừng lại cái đầu dừng đèn đỏ cái là xe mình về mo là nhìn nó hay lắm, nó đẹp, nó lãng tử lắm nha mọi người. Là rất là nhanh, thao tác rất rất là nhanh, chứ không phải đạp mình đạp đạp nữa này, cái giò mình cả ở đây chạy ha, rồi là móc lại vậy thì nó hư đôi dép à. Ví dụ như mình mang giày giày tây đi thì móc móc riết rồi nó hư đôi giày của mình ha, chỉ cần giờ mình đạp tới 4.000 cái là về mo ha. Xe chuẩn zin mới làm được nha mọi người, và cần số mà đúng phải zin nha, cần số mà lô là hai cần số lại một, cái độ nặng độ nhẹ của cái đầu á nó khác nhau, là bún không được bao giờ được về mo, chỉ có đồ zin mới làm được nha mọi người. Rồi đó là cái cách vuốt số. Rồi hôm nào mình sẽ chỉ cho anh em, không phải là chỉ nhưng mà anh em nào biết rồi thì thôi, còn anh em nào chưa biết thì mình sẽ chỉ cách kéo xì bo sao cho nó ý ẹ nha, dễ lắm ha. Rồi mình làm lại lần nữa nha, xe zin mới làm được nha mọi người. Vô số 1 nè, vô số 2 nè, rồi giờ mình đạp tới mình chả mò lẹ lắm, không có cần móc hư đôi dép hết. Rồi đạp tới vuốt ngàn cây về mò nhanh không mọi người, dù mình đang chạy xe trên đường này, đèn đỏ vừa dừng xe bánh vừa ngừng là cái là về mo liền, thấy không mọi người. Này mình quay xe cho mọi người thấy nè, vô số 1 nè, thay vì mình móc ngược đúng không, mang về tay thì sao móc, còn đạp lùi cái gót không bao giờ lẹ bằng mình đạp tới, cũng đạp tới hoài nhẹ chân bún ngang cái về mo ha. Rồi chia sẻ một xíu kinh nghiệm cho anh em chút ha. Rồi, anh em thấy cái clip này có hay thì anh em cho mình một cái like và đăng ký ha. Rồi bye bye, xin chào tất cả những anh em ha. Clip này là clip vuốt số. Rồi bye bye, xin chào tất cả những anh em.